Chưa vậy. Ngoài đó đó, à, trước à. Trước đó, đó đó đó. Số anh cũng chạy chợ Bắc Minh tỉnh Đồng Nai. Ra đường nào? Đi qua đây. Em thở đi ăn đi, đói bụng rồi. Cua đâu? Cua chứ đấy đó. Đi về dưới này. Đi, ra đường nào? Hả? Ra đường nào? Quay quang cảnh chợ. Đồ uống. Đây. Đây. Cái bún hủ tiếu luôn ăn. Đi đường này nè, về đường này. Ra đường này đây, đường này. Đây này, muốn này nè phụ. Đây nữa. Đúng là bả. Bả đâu có đổi ý nhanh ghê vậy. Cái bánh gì? Bánh giò. Giò. Bánh gì? Bánh giò. Ở đây mà ở kia rồi hỏi bánh chay. Đến bánh chay đậu xanh không? Quên rồi. Hả? Không có ông gì quên rồi, có kêu mình chú. Cũng không quên tên. Cá gì cũng ngon. Đây đường ra lộ rồi. Đây là quang cảnh khu chợ. Nghe tiếng kêu mà.
đây em mua đồ ăn lên xe luôn.